shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong năm 2021 rồi, nên là mình chúc mọi người đang xem ấy có một năm mới thật vui vẻ nhá, sớm leo lên được danh đại kiện tướng nhá. Ok, và cũng đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta tải cái đảo quân sự 2.0 trước nhá. Cái map này thì chúng ta chỉ có hơn 80 mê rồi à, theo mình cũng khá là nhẹ. Bạn đâu mà yếu thì chúng ta vẫn tải được nhá. Tiếp theo thì vòng quay ngày hôm nay chúng ta được giảm 70%. Ôi, quay chỉ còn 18 kim cương thôi. Mình lucky cũng khá là cao này. Thì mình quay xem không biết là có trúng được Thông Sơn không nhở. Ôi, chúc mừng. Tại sao lại trúng 1451 linh hồn vũ trụ nhở? Mình cứ tưởng là trúng được Thông Sơn rồi. Đã là cây cú rồi đấy. 64 lucky rồi. Nói chung là cái skin 1451 đấy mình cũng có khá là nhiều. Ôi, mong là trúng được cái skin Thông Sơn đi. Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm mới rồi, mong là gà rán cho mình hên hên một tí nhá. Ok, hình như là chúng ta không trúng được rồi mọi người. 72 lucky. Quay thêm 2 phát này. Rồi, chúng ta trúng được 24 giờ. Đúng phát cuối cùng, chắc là gà rán thương nên là cho 24 giờ thôi. Và nói chung là tất cả vòng quay ngày hôm nay trừ vòng quay vàng ấy, chúng ta đều có 12 kim cương thôi, giới hạn 10 lần trong một ngày nhá. Mọi người nếu mà quay 10 lần là chúng ta vẫn mất kim cương như bình thường, nhưng mà quay một lần ấy thì chúng ta được giảm nhá. Tại sao không cho 10 lần giảm luôn nhỉ mọi người nhỉ? Ok, nói chung là mình quay test cái này thôi. Đó, quay test chơi chơi cho mọi người xem nhá. Và ngày hôm nay chúng ta cũng mới đón thế vô cực mùa mới rồi. Và mình cũng vừa mới tải xong cái map đảo quân sự rồi. Tại sao mình vào nó bị lag như thế này nhở? Ok, để mình vào lại nhá. Vậy là chúng ta cũng truy cập vào được rồi. Ở đây thì do cái video trước ấy, mình có đặt trước thẻ vô cực rồi, nên là chúng ta có 50 hiệu luôn. Mình sẽ nhận quà nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một gói trang phục tiểu yêu tinh rồi. Gói này thì rất là đẹp luôn mọi người. Đó, mọi người có chê được vào đâu không? Có máy tóc này, cái kính này, không thể chê vào đâu được. Anh em có công nhận giống như mình không? Và cuối cùng thì chúng ta có gói ma tốc độ nhá. Gói này thì rất là chất lượng rồi. Mình thì khá là thích cái đầu. Không biết là có bạn nào giống như mình không? Và trong thẻ vô cực mùa này ấy, mọi người không có hành động nhá. Skin Thông Sơn này. Rồi, nói chung là chúng ta có một cái skin cho Thông Sơn ấy, khá là ngon. Còn sang ma tốc độ này, hơi buồn một tí là trong cái thẻ vô cực mùa này ấy, mọi người không có hành động thôi. Còn trang phục này rất là đẹp. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với phần quà trong ngày 1 tháng 1 nhá. Đầu tiên thì mọi người khi vào đây ấy, chúng ta chọn một trong bốn cái đầu cho mình. Đây, mọi người nhớ nhá, chọn một trong bốn cái đầu. Sau khi mà chọn xong ấy, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nhá. Rồi, không biết là mình chọn cái đầu chọn đầu này đi. Chúng ta sẽ chọn cái đầu Samurai nhá. Rồi, mình xác nhận luôn. Và sau khi mọi người nhận xong, mọi người nhớ này, là chúng ta trang bị cái mặt nạ này luôn để chúng ta làm nhiệm vụ nhá. Đó. Ok, thì sau khi mà trang bị xong, mình cũng nhận ba lô luôn này. Và sau khi chúng ta trang bị xong ấy, mọi người thấy chúng ta có 4 nhiệm vụ chơi với bạn này. Mọi người nhớ nhá, cái này chúng ta cần chơi với bạn trên đảo quân sự mới. Ok chưa? Và cái này ấy, mọi người sẽ có 4 nhiệm vụ, nhưng mà chúng ta chỉ chọn một trong 4 cái này thôi. Tại vì mọi người chọn một trong 4 cái đầu ấy. Đó, 4 cái đầu tương ứng với 4 nhiệm vụ này nhá. Nên là chúng ta chỉ được một thôi. Và khi mọi người chơi game 5 phút này, chúng ta nhận ngay 6 vé quay. Đó, rất là ngon đúng không? Ok, thì
Cái này mọi người cần chơi hai trận cùng với bạn của mình. Là chúng ta sẽ có 50 hiệu và mọi người đổi quà này. Ôi, phần quà chúng ta có trang phục bệnh viện luôn. Tin được không mọi người? Chúng ta có một gói rất là đẹp bệnh viện này. Ôi, gói trang phục Phượng Hoàng Thép. Nếu mọi người xem chơi là chúng ta cày nhận được bệnh viện luôn. Ôi, chắc thế nhỏ. Và theo mình thấy ấy, là cái Tết Dương người ta cho quà nó rất là ngon như thế này, thì trong cái Tết Âm ấy nó sẽ còn ngon hơn như thế này rất là nhiều. Mình thì khá là thích gói Phượng Hoàng Thép này. Gói này nó rất là đẹp luôn mọi người, cực kỳ chất lượng nhở. Nên là mọi người đang xem, chúng ta nhớ thu thập xong rồi chúng ta đổi quà nhở. Ở đây thì sáng ngày hôm nay khi mình làm video ấy, mình có vào cái map trong đây, mình vẫn chưa thấy cái map đảo quân sự 2.0 nhở. Mình có test tất cả chế độ rồi, như là tử chiến này, đảo quân sự này, nhưng mà vẫn chưa thấy nhá. Ở đây mọi người cần chờ ấy, một cái chế độ đảo quân sự 2.0 sau mọi người chơi ấy, chúng ta mới được nhá. Chứ ở đây thì mình vẫn chưa thấy, chắc là Free Fire vẫn chưa cập nhật vào ấy, nên là mình sẽ nhắn tin cho nhà phát hành thử xem sao nhá. Nên là mọi người chúng ta cùng chờ thôi, chắc là tới khoảng 10:30 là chúng ta sẽ có nhá. Nên là mọi người yên tâm, chúng ta chờ đi. Ok, và cái phần quà tích lũy thẻ vô cực trong năm nay nó sang một cái phần kiểu mới rồi. Ở đây chúng ta có 2 lần, 4 lần và 6 lần đấy. Thì video của mình kết thúc đây thôi. Và bye bye anh em.